Rồi, hướng dẫn mọi người thay đầu tôm nha. Đây, chiếc đầu tôm đây. À, máy chủ 1 kim. Rồi. Rồi. Đây, cho táo này nè. Ra luôn nha mọi người. Đây. Rồi, lôi cái ti ra. Đây, chiếc đầu tôm bị gãy đây. Lấy ra luôn rồi, nó có cái móng chìa chịu lại nè, tháo ra. Đây nè, có cái lỗ này nè không, rồi giờ chiếc này dài, chiếc này dài đây. Mình bỏ nó vô theo chiều này, nhưng mình nó phải vô cái lỗ này nha mọi người. Đó, cái lỗ này nè, thấy không, nó vô dưới cái này, dưới cái chốt cái trong này đó. Rồi cho nó vô. Nó đã vô rồi nè, cái ngàm nó chịu lại rồi mọi người. Rồi được không, nó phải vô đây luôn đó. Rồi bắt đầu nó gắn lại vô, cho này vào. Bỏ ốc vô xíu lại thôi. Chiếc ốc nhỏ lại nè.
là lại luôn. Rồi giờ là xong. Nếu mà nó không bún á, mình xíu là lên xíu. Bún là rồi. Xíu xuống xíu. Nó bún mạnh nó không tùy chỉnh ngay nè mọi người. Đó. Bún này. Gắn lên luôn. Mọi người lưu ý nha.